quý vị và các bạn, cát tường là một loài hoa mang ý nghĩa may mắn thịnh vượng, nên cát tường rất được lòng những người chơi hoa. Được thị trường yêu thích là vậy, thế nhưng tại thành phố Long Xuyên, nguồn cung lại khá khan hiếm. Nhận thấy điều này nên ông Trương Văn Na, ngụ khóm Tây Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên đã mạnh dạn thử nghiệm trồng loại hoa này. Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập và hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững. Được nhiều người biết đến bởi sự năng động, dám nghĩ, dám làm, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để cho ra đời những sản phẩm hoa đẹp, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Để đáp ứng nhu cầu thị trường Tết năm nay, thay vì trồng các loại hoa truyền thống như cúc pha lê, cúc tiger, thọ, bắt đầu từ đầu tháng 10 năm nay, được sự hỗ trợ của Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến nông thành phố Long Xuyên và phường Mỹ Thới, ông Na đã mạnh dạn đầu tư trên 500 mét vuông đất của gia đình để trồng thí điểm hoa cát tường theo hướng hữu cơ. Hiện tại, ông đang trồng thí điểm 1.300 chậu hoa cát tường với đủ loại màu sắc đỏ, hồng, trắng viền tím, xanh và trắng viền hồng. Với giá bán cho thương lái dao động từ 80.000 đồng đến 86.000 đồng một cặp. Nói chung trước đây thì mình làm chẳng hạn như mấy loại hoa cúc mâm xôi, cúc đài loan, pha lê, tiger. Rồi bây giờ thấy cái hoa cát tường này nó... Cái hiện tại bây giờ nó ưa chuộng hơn ba cái loại cúc kia, mà nó ngắn ngày hơn, coi chung khảo phí nó nhẹ hơn nhiều lắm. Nói chung các đặc điểm nó thì nó không phải dễ làm đâu, nói chung là cũng phải có cái khó của nó nhưng mình có thể khắc phục được. Thứ hai nữa là cái thời điểm bây giờ nó cát tường nó ưa chuộng hơn nhiều loại cúc kia nhiều lắm. Khi mà chúng mới trồng đây là cũng có người đặt rồi vậy đấy. Phần cái thời tiết năm nay nói chung là nó hơi khó làm các năm, thì mình cũng phải trồng nó thì cũng phải coi như là thuốc là sinh học, coi như phân hữu cơ hoàn toàn chứ không có loại mà trà trộn loại mấy phân khác, đặc biệt nó là phải hữu cơ, thuốc là thuốc sinh học, thành ra nó mới đạt được. Còn mà chỗ mà trồng phân lộn xộn thì nó không có đạt được cái gì. Sau gần 3 tháng triển khai, cây hoa cát tường sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 90% và chuẩn bị ra hoa, phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Để cho cây ra hoa tốt và đảm bảo hiệu quả đầu tư mô hình, theo ông Trương Giang Na, người trồng phải thực hiện các quy trình kỹ thuật theo quy định, từ khâu làm đất, xuống giống, chăm bón, phòng trừ bệnh cho từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của hoa cát tường đến đầu ra của sản phẩm. Cùng với đó, bản thân ông cũng tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương đã trồng loại hoa này và nghiên cứu thực tế trồng để đưa ra những cách chăm sóc phù hợp nhất. Ông cũng thường xuyên sẵn sàng giúp đỡ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa cho các hộ trong và ngoài địa phương muốn phát triển kinh tế từ nghề trồng hoa. Coi như mỗi lần họp là chú vận động coi như bà con nào cũng làm, coi như chú nhiệt tình chỉ giúp hết, chú biết gì là chú hướng dẫn hết cái đấy. Thành ra chú nghĩ là coi như nó nhiều người làm nó hay hơn một người, nhiều người làm chú học qua học là nó dễ hơn. Thành ra chú lúc nào cũng vận động, nếu mà anh em bà con nào muốn thích làm chú sẵn sàng. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường sẽ cùng với các ngành của thành phố là sẽ hỗ trợ phối hợp tập huấn nhân rộng để nhằm nhân rộng cái mô hình này để cho người dân trên địa bàn phường có nhu cầu tìm hiểu và tập huấn, đồng thời là sẽ triển khai nhân rộng trên địa bàn phường. Đồng thời trong thời gian tới thì Ủy ban nhân dân phường sẽ cùng với các ngành của thành phố hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm để nhằm tạo điều kiện thu nhập ổn định cho người dân. Có thể nói, hoa kiển là một trong những cây trồng có giá trị kinh tế cao. Với thời tiết thuận lợi cùng với sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng và công chăm sóc tỉ mỉ cho sự phát triển và chất lượng chuẩn của các giống hoa, tin rằng trong vụ hoa Tết năm nay, các nông dân trồng hoa cát tường trên địa bàn thành phố Long Xuyên sẽ đạt thắng lợi lớn, thu lợi nhuận cao trong vụ hoa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.